tới Tết rồi. Cái bông bó bông này rất là đẹp ha, trang hoàng tại đây hết rồi nè quý vị. Với sông nè, bắc ngang với sông luôn đó. Đây lá thiêu thì bây giờ là rất đông người ra họ đi để họ ngắm cảnh. Đèn đỏ rồi. Ồ lây lạ, đèn đỏ ngay trên cầu luôn. Này vừa cái cầu bắt ngang đỏ ngay cầu. Ở đây bán dưa hấu nè, đang bày dưa hấu ra bán nè. Đẹp ghê không? Rồi, mình đi quý vị ơi. Đây. Rồi, mình để đi thẳng. Đây đúng rồi. Rất là đông ha. Giờ những cái tiệm tạp hóa họ cũng bày trí những cái món quà tặng đó rồi. Còn có trà, rượu, bánh mứt. Mỗi một nhà mà có hai chậu bông cúc mà cũng đỏ cái này rất là đẹp ha. Vàng đó. Rồi, những cái bông này là trưng Tết đây. Mình trang bày trí là nhà cửa nó đẹp hơn. Có bông hoa vô nhìn là sống động. Rồi qua đây. Này bất ngờ quá, đi lá thiêu một kẹt xe ghê đi. Hàng quán thì đông, hàng hóa thì khách vào mua rất là đông ha. Người đi ngoài nhiều. Giờ mình đi hướng về cầu rồi, cầu 12 qua cầu giờ cầu sắt, cái cầu sắt đó là lâu năm. Đây, bộ đặt quá. Tay tải luôn. Hey, bay này.